Xin được chúc mừng sinh nhật của Khánh Vy. Ông cha xà lớn thì Khánh Vy ở bên trong á. Nhà tụi này á, đập clip này lén lút đó. Không lén lút rồi phải núp vô nữa. Ôi vậy hả? Là đang là bí mật lắm đó. Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ mấy chục năm trước thì ngay trạm xá Bình Hưng Hòa, tất cả đội ngũ y bác sĩ cũng như y tá giật mình và thảng thốt bởi vì một sản phụ sinh ra một cô bé rất là dễ thương và đáng yêu. Bình thường con nít mới đẻ ra chừng 2 gang là hết cỡ, nhưng mà với em bé này cao 1m6, tất cả đội ngũ y bác sĩ rất là hoảng hốt. Lúc đó ngay chỗ bệnh viện cúp điện nhưng mà hào quang vẫn lóe 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 lên. Ôi, thời gian thấm thoát thôi đưa mấy chục năm sau đó chính là hoa hậu Khánh Vân chúng ta bây giờ. Quý vị ơi, ngày 25 tháng 2 năm 1995 đến bây giờ là ngày 25 tháng 2 năm 2022 là sinh nhật của hoa hậu Khánh Vân. Anh chúc Khánh Vân thật là nhiều sức khỏe, bây giờ tất cả mọi thứ em đều có rồi, đẹp em có rồi, cao em có rồi, giàu em có rồi, danh vọng em có rồi, không biết chúc em gì hết. Chúc em càng ngày càng dễ thương và được nhiều tất cả mọi người lúc nào cũng yêu quý và thương yêu Khánh Vân nhiều hơn. Vâng, và ngày hôm nay khi mà Khánh Vân ở chung cư với tất cả các anh thì thật sự Khánh Vân đến một cái luồng gió thật là mới thổi mát những tâm hồn những con người trên này. Quý vị biết không, thường thường là em quay với Khả Như, Buka, Bỉ Dạ thì những gương mặt rất quen thuộc, dù nhiều khi mà em mệt mỏi mà em lên phát biểu em bị áp lực giữa những con người kế bên. Nhưng từ ngày mà có Khánh Vân vô thì em cảm giác em thanh xuân hơn, hưng phấn hơn, trẻ trung hơn, năng động hơn. Cảm ơn cô bé Út Khánh Vân đã đem đến một cái màu sắc thật là mới cho chung cư Chọn Ai Đây. Và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Khánh Vân thật là nhiều trong một cái lĩnh vực mới. Chúc Khánh Vân thật là nhiều sức khỏe. Happy birthday. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái tiệc nhỏ nhỏ sinh nhật dành cho hoa hậu Khánh Vân. Lên vô. Nhạc lên nào, vỗ tay nồng nhiệt cho hoa hậu Khánh Vân sinh nhật. Happy birthday. Let's go. Lắm thôi đi cày đi lắm. Thôi đi cày đi. Rồi xuống đây nè, xuống đây nè. Vâng. Rồi ra đây mà con mọi người. Tập trung đi. Cho Khánh Vân trong những ngày đầu tiên. Và ngày hôm nay là 2 ngày nữa đúng không? Là tới 2-3. Dạ 2. 2 ngày nữa tới sinh nhật Khánh Vân. Thì đây là một cái bánh kem rất là ý nghĩa. Lâm, giải thích ý nghĩa bánh kem nè. Dạ. Giải thích được. Những lúc bình thường anh có thể tốt hành em được không? Cái bánh kem em giải thích cái gì? Có phải quay Chọn Ai Đây đâu mà. Có quá trời. Và đây thể hiện cái sự tình yêu thương. Đây, hai cái cây này là cây đèn cây. Anh ơi, cái bánh để cho đẹp thôi chứ dạ, không có ý nghĩa gì anh. Rồi, vậy thì thôi bây giờ không giải thích nữa. Mọi người chúc một câu gì đó mà nó vui vẻ ha. Tạo ra tiếng cười là được, không cần phải đạt bài tử thế đâu. Em chúc đi, em chúc kìa. Chúc mà còn tạo ra tiếng cười á. Mọi người chúc câu nào. Chúc cho Vân tuổi mới sẽ thành công hơn, sẽ nhiều show hơn nữa và luôn luôn tươi trẻ, càng ngày càng đẹp. Cảm ơn anh. Khánh Vân thì đầy đủ tất cả mọi thứ rồi, đẹp, cao, già, chúc hết rồi. Chúc một câu thôi anh ơi. Thì bây giờ em chúc mọi người yêu quý Khánh Vân nhiều hơn và ủng hộ Khánh Vân bên cái lĩnh vực hề hước này. Ok. Càng hề hước là có hề hước. Đấy, hợp đấy. Thì anh chúc Khánh Vân là Khánh Vân này có hiện tại nhiều thứ này, có game này, có chương trình, tất cả mọi thứ rồi. Anh chỉ mong là sắp tới em sẽ có một cái vai điện ảnh nào đó thật là hay. Dạ. Yeah. Hợp lý luôn anh. Thấy chưa, trời có điểm nha. Rồi, chúc đi. Anh cũng chúc Khánh Vân Ủa, gì đâu vậy? Cái gì mình dòng tay? Chúc Khánh Vân sự duyên dáng. Ý đó là đang bây giờ đang uy tín đến từ những người chơi. Cảm ơn anh. Rồi, chị hôm nay đến đây chị không biết chúc gì hơn ngoài việc chúc Khánh Vân sẽ mãi mãi là hoa hậu trong lòng mọi người. Wow, hay quá. Chúc cho Khánh Vân lúc nào cũng sẽ vui vẻ, đáng yêu như lúc này, lúc nào cũng sẽ
sẽ như lúc này mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh. Trời ơi. Ủa bán hàng đa cấp hả? Sợ quá tôi. À, thôi thì lúc nào cũng dễ thương vậy, em muốn là già năm nữa sau này cũng sẽ như vậy. Dạ. À, chúc Khánh Vân kênh YouTube được 1 triệu. Kênh YouTube 10 triệu luôn. 10 triệu luôn. Tiền vô quá trời. Quá trời. Dùng nước. Cho kiếp vàng. Đâu đâu. Cái gì vậy? Tàu thị lên đi. Mẹ. Mẹ. Ủa chị làm gì vậy? Chúc cho em gái ruột của chị tuổi mới bình an nè, nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chị. Trời, tưởng chúc gì hay dữ lắm vậy trai. Nãy giờ đâu có, nãy giờ người ta chúc sự nghiệp, mình chúc sức khỏe. Rồi mặt anh Khoa. Hôm nay là ngày đẻ của em. Ngày đẻ? Không, bé nó chưa có đẻ. Ý là ngày mà em sinh ra đời. Rất là tuyệt vời khi có một cô hoa hậu xuất hiện. Anh chúc em muốn cái gì được cái đấy. Em sao buồn? Cảm ơn anh. Không, ý là cái nghề nghị lực muốn cái gì được cái đấy em nhá. Rồi như vậy là Khánh Vân cảm ơn mọi người rất nhiều. Và Khánh Vân có một cái lời mời là sẽ mời mọi người đi ăn. Yeah. Sau khi chương trình ghi hình xong thì Khánh Vân sẽ mời mọi người ăn tại nhà hàng ở ngoài Mũi Né. Ai rảnh thì đi ạ. Dạ. Dạ nhà hàng. Dạ cho em né nha, nha ta, cho em né giùm. Đúng rồi. Dạ, cho né luôn. Cho né sao cho né vớ. Dạ, ngày hôm nay thì em cảm thấy là em rất là hạnh phúc và em vô cùng may mắn khi mà ngày sinh nhật của em lại được sự yêu thương và được nhận những lời chúc rất là tốt đẹp từ các anh chị. Và với mong muốn một tuổi mới thì em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và cảm ơn và biết ơn rất là nhiều tất cả những tình cảm mọi người dành cho em. Rồi, cậu ăn nha, cậu ăn sinh nhật xong thì biết tặng bánh kem luôn ạ. Rồi, thấy đâu. Yeah. Chúc mừng sinh nhật nha. Thương quá. Ủa là cái vụ đi ăn có không em? Không có ạ. Mũi Né là mình có gì nữa. Ủa nhưng mà rồi chụp chung vô. Ủa mà mày có bầu hả? Cho lắm nó tao mày có bầu. Vô chỉnh đôi luôn hả?